Phương Trinh nè, em đến từ ngành marketing sale. Hiện tại chị thấy là Phương Trinh đang có trên tay của mình đó là tấm vé của Happy Bee lần thứ 11 rồi. Không biết là với sự kiện Happy Bee lần thứ 11 lần này thì em đã dự định là đến tham dự sự kiện cùng với ai chưa? Dạ, em đến cùng các bạn thân của em. Em có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình ngay lúc này khi nhận được tấm vé Happy Bee lần thứ 11 này ha? Dạ. Khi mà nhận tấm vé này thì em cảm thấy rất là hào hứng và mong đợi tới được ngày được chào đón DJ Mie. Không biết là hai bạn có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết mình là ai, mình học ngành nào của Cao đẳng FPT Polytechnic được không nè? Dạ em là Quế Trân, là em sinh viên chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch ạ. Dạ em là Hồng My ạ, em học quản trị khách sạn ạ. Ngày hôm nay hai bạn đến đây mình nhận vé Happy Bee lần thứ 11 cùng với ai ha? Dạ em thì chỉ đi có một mình thôi. Dạ em cũng một mình ạ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Hai bạn chỉ đi một mình thôi thì hy vọng sắp tới thì các bạn sẽ rủ thêm các bạn khác học trong trường của mình để chúng ta có thêm đồng bọn cho Happy Bee lần thứ 11 này nha. Vậy thì chắc chị hỏi một xíu đó là hiện tại các bạn đang đến đây để nhận vé rồi thì các bạn đã chuẩn bị cho mình những gì cho cái sự kiện Happy Bee lần thứ 11 này chưa? Em nghĩ là mình sẽ chuẩn bị một tâm hồn đẹp và những cái bộ trang phục thật là lộng lẫy để tham dự Happy Bee lần này. Rồi hai bạn đang chuẩn bị tinh thần và chắc là mình đến ngày hôm đó mình sẽ quẩy thật là sung cùng với các vị khách mời của mình đúng không nè? Rồi vậy thì không biết là trong Happy Bee lần thứ 11 thì các bạn mong chờ được gặp vị thần tượng nào nhất? Dạ đêm mau ạ. Thì em hy vọng là sau cái chuyến đi Happy Bee 11 này thì em hy vọng là sau khi về thì em không có đi về một mình mà là sẽ có một một anh bạn trai chở em về chẳng hạn. Một anh bạn trai chở em về chẳng hạn. Dạ em hy vọng đợt này về thì em sẽ được gặp thần tượng của mình ạ. Xin chào em có thể giới thiệu về bản thân của mình được không? Em tên là Ngô Đức Huy, mình học ngành quản trị nhà hàng ạ. Hiện tại chị thấy là trên tay của em đang có tấm vé của Happy Bee lần thứ 11. Không biết là cảm xúc của em lúc này như thế nào khi mình đang sở hữu một tấm vé của Happy Bee 11 ha? Dạ hiện tại thì em rất là háo hức tại vì kiểu như là đây là một cái show đầu tiên mà em được tham gia với sự xuất hiện của DJ Mia. Vậy thì cùng với sự háo hức đó thì mình đã có kế hoạch gì cho Happy Bee 11 chưa? Em có dự định là mình sẽ đi tham dự chương trình cùng với ai không? Giờ hiện tại thì tại vì em mới nhận vé thôi chứ em cũng chưa có rủ được ai nữa, cho nên nếu như có người thì em sẽ rủ đi theo chung cho nó vui ạ. Vậy chị chúc cho em là mình sẽ có thêm bạn bè để cùng tận hưởng một đêm nhạc hội của Happy Bee lần thứ 11 nhé.